alo xin chào tất cả các bạn à, chúc các bạn một ngày làm việc đầy hứng khởi và à, vạn sự tốt lành à, ok thì chào mừng các bạn à, quay trở lại với lại kênh về chuyên biệt về quản lý dự án đặc biệt là trong ngành fintech and banking cùng với lại à, mình à, mình à, có tên là Tony à, thì à, trước khi vào bài ngày hôm nay là cái bài số 8 về project management basic À, thì chúng ta uh, có thể tản mạn là uh, thằng hai ba phút uh, thông thường thì trước cái cái bài chia sẻ đây mình uh, muốn tản mạn một chút về chuyện đời chuyện nghề để chúng ta hiểu nhau hơn. Thế thì uh, hôm nay mình muốn đặt ra cho trao đổi với các bạn một câu hỏi là theo các bạn thì uh, tài năng hay là thái độ thì nó qua, sẽ quan trọng hơn. À, thì trong uh, chừng 10 năm công tác và làm việc trong cái lĩnh vực quản lý dự án này này Là một cái lĩnh vực rất là tough Tức là rất là tương đối là khắc nghiệt Thì mình thấy rằng là uh, cái thái độ của chúng ta đối với lại công việc Và đối với cuộc sống cũng như là khách hàng và đối tác là quan trọng hơn rất nhiều So với lại cái tài năng hay kiến thức mà các bạn có Cái thái độ attitude là rất quan trọng đó, mà cái thái độ thì nó phải trưởng thành từ cái việc là các bạn experience những cái vị trí thuộc các bên khác nhau hay nói cái khác là chúng ta phải đi vào các cái dấu dày của những cái đặt mình vào những vị trí của các bên khác nhau từ bên khách hàng là bên a cho đến bên nhà thầu là bên b và thậm chí cả bên tư vấn độc lập là bên c thì chúng ta mới có thể gọi là hiểu và thông cảm được những cái sự vất vả hoặc là những cái technical constraint đằng sau để chúng ta work as a team để mà chúng ta cùng hướng đến một một cái mục tiêu chung là generate các benefit cho đạt được các outcome của dự án và generate các benefit cho tổ chức mình chứng kiến là rất nhiều những cái bạn đặc biệt là functional lead hoặc là business analyst hoặc là PM họ có cái ego tức là cái bản ngã cá nhân rất là lớn chính vì vậy nên là đôi khi có các cái problem hoặc là các cái uh, bias in scope tức là những cái độ trạch trong scope và tranh cãi về mặt CI thì họ thường uh, tranh cãi dựa trên những cái quan sát về mặt cá nhân hơn là uh, dựa trên các evidence base và các cái logical pros and cons analysis uh tại vì khi chúng ta ở cùng một team nhìn về cùng một hướng rồi thì chúng ta mới có thể uh, gọi là có những cái phân tích mà nó mang tính chất lý trí nhiều hơn là là là, là mang tính chất cảm xúc và từ đó thì chúng ta phải hiểu rằng là ok uh, đôi khi không phải là chúng ta cứ ép nhà thầu làm uh, nhiều việc hơn và chúng ta thắng trong cái cuộc tranh cãi đó thì giờ chúng ta mới mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp, cho tổ chức, cho dự án của chúng ta Nó không phải như vậy đâu Mà thực tế ra đặc biệt là đối với những cái gói thầu mà không phải là dạng build from scratch mà là những gói thầu gọi là mua full package ấy, Thì chúng ta nên hạn chế SCA và cái tư duy của chúng ta phải là adopt not adapt Adopt, not adapt có nghĩa là chúng ta chọn lựa những cái phương án mà hiện nay cái người designer của hệ thống người ta đang thiết kế sẵn rồi để mà chúng ta thay đổi theo cái à, thay đổi cái quy trình làm việc cũng như là vận hành của tổ chức theo cái hệ thống mới hơn là cái việc là chúng ta chống lại nó và chúng ta lại yêu cầu là ok ông phải làm đúng cho tôi như thế này như thế kia thì điều bản chất nếu mà chúng ta có cái tư duy như vậy thì chúng ta đơn giản chỉ là số hóa dùng một cái công cụ công nghệ để mà số hóa những cái hiện nay mà các bạn đang làm À, thì nó sẽ tạo ra một cái sự vanh, vanh khớp là đương nhiên mà đôi khi ấy, chúng ta chuyển đổi về mặt công nghệ nhưng mà chúng ta cũng phải chuyển đổi về mặt tư duy. Và để mà chuyển đổi về mặt tư duy như vậy thì cái, chúng ta phải open eyes and open mind để mà chúng ta tiếp nhận những cái mới và chúng ta lắng nghe thông tin và có được những cái phân tích đa chiều từ nhiều phía. À, thì uh, uh, trong các cái buổi sau thì tôi sẽ trình bày sâu hơn thế nào là adopt not adapt thế nào là một cái tư duy chuyển đổi trong việc vận hành và 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 kiểm soát dự án ok thì đôi điều tản mạn nó là như vậy à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài số 8 cái bài này thì mình nghĩ là tương đối là thẻ nhạt tại vì nó về một cái chủ đề có tên là monitor and control work and change Requests. hay còn gọi là theo dõi cái bài kiểm soát công việc và yêu cầu thay đổi Đó. OK thì uh, trong các cái bài lần trước thì các bạn cũng biết là Integration Management Process là một trong các cái knowledge area mới được đưa vào trong tiêu chuẩn PM uh, Body Knowledge. Đây là một quyển hướng dẫn của tổ chức PM, PMI người ta phát hành. Uh, thì uh, trong cái uh, IMP này này, Integration Management Process này có cái bảy sub uh, sub process. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái mục số 5 và mục số 6, tức là Monitor and control project work và perform integrated chain control và cả hai cái bước này thì thông thường được xếp ở trong cái nhóm của cái uh, process tên là monitoring and control à, tức là sau bữa uh, uh, Ok monitoring and control Ok uh, trong slide này thì uh, uh, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái input tool nên technique and output của cái quá trình monitor and control project work thì trong quyển pmoc nó định nghĩa cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta dùng các cái uh, activity hoặc các cái process để mà tracking review and report the overall progress or status để mà chúng ta meet được cái performance objective uh, define trong cái project management plan Đó. thì ở đây các bạn thấy cái keyword là tracking review and report checking review and report và có thể thêm cả assessment nữa. Thì về về cơ bản thì mà uh, uh, project ấy uh, execute dựa trên cái project management plan và các approsia. Tất nhiên các approsia nó là cái điều chỉnh về project management plan nên là chúng ta phải follow thế thì bất kỳ các cái deviation nào mà nó chạy khỏi cái baseline này ấy, thì là chúng ta đều phải tracking review and report và có các impact analysis từ đó thì chúng ta update các cái tài liệu tương ứng và uh, mobilize các cái nguồn lực hoặc là điều chỉnh các cái các kế hoạch tương ứng để mà làm sao mà chúng ta hạn chế những cái negative và impact và uh, tận dụng được các cái uh, gọi là positive uh, outcome của nó thì ở đây người ta có định nghĩa là các input thì bao gồm có project management plan này, chain request này, risk register này, issue log này, requirement traceability metric này, work information này, các agreement, enterprise, environmental factor và organization of process asset. Thì input đây thì nó có rất nhiều nhưng mà về cơ bản thì các bạn hình dung là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn execution trong giai đoạn execution nên là thành ra là chúng ta phải bám vào các cái tài liệu có thực trước đó bao gồm tất tần tật như là uh, project charter này project management plan này rồi uh, risk and issue risk register issue log uh, um, uh, Chain request uh, và các cái psc meeting trước đó psc slide ấy, uh, thì nó có những cái mom của những cái decision point Tiếp theo là chúng ta đến các cái tool and technique thì ở đây uh, thông thường thì chúng ta cũng có expert judgment này, data analysis này, decision making and meeting. thì mình ở đây mình muốn nhấn mạnh vào cái gọi là decision making tại vì trong quá trình execution đặc biệt là trong cái bước mà gap analysis cho đến build uh, build view and design cho đến uh, testing uh, thì các bạn sẽ gặp rất nhiều những cái decision making Đấy, thì đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được các, các cái decision point là như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải phân tích được các pros and cons của các cái option. Thông thường khi mà chúng ta submit lên các senior manager thì chúng ta phải sub, submit dưới dạng các option để mà các sếp chọn. Và phải có các phân tích của các option đó. Phân tích ở đây về mặt pros and cons, impact analysis. Đó, chứ còn nếu mà chúng ta chỉ submit một cái issue là ok, ở dự án đang gặp vấn đề này, đề nghị các sếp cho ý kiến ấy, thì không có gì đâm đầu vào tường. Nên là mình tuyệt đối hạn chế những cái kiểu gọi là... Escalate như vậy và khi mà chúng ta escalate là bản thân của, bản thân của chúng ta đang hiểu rõ cái vấn đề đấy nhất và chúng ta đang phải có những cái hiên những cái gợi ý và các xếp chỉ là dựa vào thêm vào những cái kinh nghiệm của họ và những cái overview của họ mang chất gọi là strategy để mà người ta add thêm được cái value để mà người ta hướng dẫn và lựa chọn ra được những cái option đúng đắn nhất nếu mà chúng ta submit theo kiểu câu hỏi tự luận nhưng mà thì rất dễ là bị đâm đầu vào tường hoặc là hoặc là các sếp sẽ đưa ra cho bạn những cái uh, gọi là hướng dẫn không rõ ràng đó, những cái decision không rõ ràng và từ đấy thì dự án sẽ chết tắc ngay. Đã, thì decision making là một cái kỹ năng rất quan trọng. Đã, và và để mà make được decision ấy, thì chúng ta phải nhận diện được các stakeholder mà những cái người có ảnh hưởng đến cái decision đó, à, rồi thì là những cái gọi là mang chất là project hierarchy là rất quan trọng. Tại vì đôi khi mà nếu mà chúng ta không nhận diện được các cái bên liên quan đối với một cái cái decision point cụ thể, thì các bạn rất dễ là bị lost in control, bạn mất kiểm soát và và à, gọi là lạc vào trong cái ma trận mâu thuẫn lợi ích giữa có thể từ nhóm dự án cho đến các khối với nhau. À, ví dụ như là ví dụ như này ví dụ như mình đã từng gặp một cái trường hợp là ví dụ như là triển khai một cái dự án về financial market trading platform chẳng hạn thì nó có một cái chức năng uh, uh, tên là limit control đối với lại uh, đối với lại từng cái cái gọi là counterparty giao dịch counterparty tức là các cái khách hàng giao dịch uh, trading có thể là cho vay hoặc là Uh, trading thì uh, thông thường thì người ta sẽ uh, giới hạn cái limit của khách hàng đó thông qua ba parameter nhưng mà khối quản trị rủi ro ấy, thì họ lại muốn là phải control nó dựa trên 7 parameter và cái ca đó chặt uh, cái vendor họ có thể chặt đến hàng chục nghìn đô có thể hai ba chục ngàn đô là bình thường tất nhiên ở đây mình không nói rõ về mặt chi phí ở đây Đấy thì đây là một cái CA lớn nhất và và nó là một cái sự rằng xé giữa khối quản trị rủi ro và khối kinh doanh. Tại vì khối kinh doanh họ cho rằng nếu mà ông áp dụng cái mô hình mà limit control như này thì chúng tôi rất khó kinh doanh tại vì không có cái đây không phải practice ở Việt Nam và cũng không có một cái khách hàng nào đối tác của chúng tôi tức là cao party họ chấp nhận theo cái limit control như thế này. Nhưng mà đối với khối quản trị rủi ro họ nói rằng là ok, ông tôi sẽ đảm bảo cho ông là ông kinh doanh được và cái mà tôi gọi là yêu cầu ở đây nó chỉ là cái để mà rào chắn tại vì có rất nhiều những cái chưa từng xảy ra trong quá khứ nhưng mà nó sẽ xảy ra trong tương lai và khi nó đã xảy ra ấy, thì là tổn thất của nó rất lớn nó sẽ không phải là nationwide nữa mà nó là globally à, mà trong thống kê học thì người ta gọi là các black swan có nghĩa là những thiên nga đen những hiện tượng thiên nga đen thì ông nào nó có cái uh, gọi là có cái lý của họ và họ dựa trên những cái, cái lợi ích của họ chính vì vậy nên là chúng ta là những người pm thì chúng ta phải ở giữa và chúng ta có những, những cái nhìn khách quan và phân tích được rõ các cái pros and con cả về mặt lợi ích lẫn chi phí và các trade off của nó để mà chúng ta có thể gọi là monitor and control project work nếu không ấy chỉ cần một decision point mà nó tắt thôi là toàn bộ quá trình sai of fsd hoặc là toàn bộ cái mô đó có thể sẽ bị dừng lại và ảnh hưởng rất là tiêu cực đến dự án và khi dự án đã dừng lại thì tất nhiên là tham bị extend và chi phí bị đội lên rất là nhiều kém theo rất nhiều có thể những cái rủi ro về mặt pháp lý về sau những cái penalty không đáng có ok thế thì output của nó thì thông thường nó sẽ là những cái psc deck các cái slide PSC hoặc là những cái ai trên request rich và issue log update hoặc là các cái Uh, project management plan update thông thường thì cho, cho, chúng ta sẽ chỉ uh, có bốn cái deliverable bộ, bộ chính thôi là risk register, issue log, uh, uh, pro weekly report, PSC meeting uh, deck, deck for PSC meeting và cái quan trọng nhất là uh, chain request tại vì change request dù gì nó cũng là một cái, những cái mà tính chất legal binding nhất. Uh, để mà officially gọi là get it effective uh, cho tất cả những cái decision point của dự án và nó được phê duyệt bởi cấp PSC là cấp cao nhất trong một cái hierarchy của dự án Ok thì đây là một cái flow flow của cái process monitor, monitor and control thì ở đây người ta định nghĩa là monitor and control phải tối thiểu bao gồm các cái hành động như là collecting, measuring and assessing measurement and trend to effect uh, process improvement à, thì về cơ bản các bạn hiểu là À, cái flow của nó phải là tập hợp các cái uh, 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 hoạt động hoặc là quy trình mà làm sao các bạn có thể đo lường rồi thì uh, đánh giá thẩm định uh, tập hợp được các cái uh, uh, các cái uh, um, sự uh, gọi là các cái thay đổi trong project work để mà các bạn uh, đưa nó về đúng hướng và submit được các decision point. thế đây người ta có chữ nó hơi bé các bạn thông cảm. thì ví dụ đây là có cái input này, rồi thì output. thì input thì chúng ta trong PMBOK nó định nghĩa là có project management này, các project document như mình có nói đấy. rồi trên request, issue log vân vân. rồi có các cái procurement. ở đây nó sẽ là đầu vào cho cái cái process về monitoring and control project work. còn đây chúng ta có các cái work information. Uh, work performance data nó đến từ các cái knowledge area khác như là cost, quality, schedule, resource vân vân, uh, thì nó sẽ là input vào đây. Và theo đó thì chúng ta có các cái output chính là các cái update của project document và PMP. Uh, rồi thì là đây chúng ta có các cái work performance report như là uh, team uh, manage team này rồi thì manage communication này, monitoring vân vân. Uh thì uh, OK thì đây đây là cái bước tiêu chuẩn trong box nhưng thông thường thì trong thực tế thì chúng ta có những cái daily meeting gọi là daily stand up meeting và những cái weekly meeting rồi sau đó đến PSC meeting chúng ta có những cái cơ chế để mà chúng ta track awareness và make decision và các cái input của nó uh, À, là những cái mà chúng ta đã đã gọi là decision từ trước đó còn output là các make, uh, next decision mà chúng ta sẽ put vào trong CA hoặc là trong các cái weekly report hoặc là minute of meeting để chúng ta chính thức formalize các cái decision đó. Thì đây ví dụ như là trong quyển PMBOK thì người ta có định nghĩa là uh, cái cái quá trình monitor and control project work thì bao gồm các activity như thế nào? thì nó rất là chi tiết các bạn có thể đọc chi tiết sau mình cũng không nhất thiết phải là trình bày chi tiết cái này ví dụ như là comparing actual project performance against project management plan này thì tất nhiên rồi để chúng ta xem như là chúng ta có on track hay là off track hoặc là cái cuối cùng này ví dụ như ensuring project stay aligned with the business need này thì cái này cũng là điều đương nhiên khi chúng ta làm Monitor and control thì chúng ta cũng phải xem xem là các cái aspect ở trong project management plan ấy nó có bị check hay không on track hay là off track để thì các bạn có thể tìm hiểu các cái activity mà chúng ta làm đây để mà monitor and control project work. Ok thì bây giờ chúng ta đi đến cái bước tiếp theo không phải bước tiếp theo mà là cái cái process tiếp theo chính là cái perform integrated change control. Thì mình cứ hiểu đơn giản nó là CR Management này, tức là Chain Request Management Thì đây nó là một cái tập hợp các cái process review all chain requests approve chain and manage chain to deliverable project document and project management plan and communication uh, communicating decision Đấy thì là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta từ bước uh, chúng ta uh, nhận diện ra CR rồi chúng ta phân tích uh, impact analysis rồi chúng ta Uh, assessment rồi rồi thì là đàm phán giá rồi thì approve, rồi conducting and implementing rồi sau đó là communicating đến các stakeholder. À, thì nó là một cái quy trình uh, tương đối là typical thôi, tiêu chuẩn đối với lại uh, CR management. Thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết sau về các cái bước sau. Nhưng về cơ bản thì các bạn hình dung là tất cả những cái deviation là những cái trạch nào so với lại cái agree của scope hoặc timeline hoặc các resource ban đầu mà nó bị trạch một cái là chúng ta phải nhận diện ra xem là cái trạch đó nó có significant để chúng ta raise một cái request để mà formalize nó trong các cái tài liệu chính thức của dự án là CA CA thì chúng ta nên đặt theo số ví dụ CA 12345 Đó. để mà chúng ta dễ kiểm soát thì trong CA thì chúng ta uh, lát nữa mình sẽ nói là chúng ta phải mention tối thiểu những yếu tố nào ở đây thì trong quyển PMBOK này người ta định nghĩa là các cái input này tu nên technique và output thì các bạn có thể là tham khảo ví dụ như input là các cái uh, uh, deliverable trước đó ví dụ như project management plan này, project document vân vân CA uh, tu nên technique thì vẫn như vậy uh, uh, expert này expert judgment này chain control này data analysis decision making và meeting nhưng mình nghĩ là cái cái gọi là cái uh, technique mà quan trọng nhất nó chính là pros and cons analysis và root cause analysis à, còn cái đó analysis đó là cái gì thì trong slide trước là mình đã có trình bày với các bạn rồi output của nó thì chính là các approved CA, PMP update và project management update. Thì thông thường cách tiếp cận đối với CA thì chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải vô cùng hạn chế CA mà chúng ta cố gắng tận dụng tối đa tất cả những cái gì mà sản phẩm hiện tại offer. không phải vì chúng ta sợ nhà thầu là chúng ta chiều chiều chuộng họ đâu mà là đơn giản bởi vì là những cái CA thông thường nó sẽ không phải là các cái native solution mà khi đã không phải native solution thì các bạn ấy hình dung là các cái functional risk của nó rồi thì nó sẽ nó sẽ tăng cost rồi sau này các bạn upgrade version ấy thì có thể sẽ gặp vấn đề tại vì nó không phải là các version tiêu chuẩn nó gọi là ca nó không phải K1 mà nó có thể là K4 à, tức là cây phó tức là các cái version mà được tailor-made dành cho một khách hàng tiêu chuẩn vì vậy nên, à, một khách hàng à, riêng biệt nên là nếu mà chúng ta à, gọi là có một cái specific version như vậy thì thì nó sẽ rất là À, gọi là à, đến lúc mà chúng ta upgrade thì thì có thể là 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 chúng ta sẽ gặp vấn đề về mặt là tích hợp lại những cái dòng cốt à, trong cái phần customization đó lại. đấy là chưa kể là nhà thầu họ có thể chạc thêm những cái phần tiền liên quan đến maintenance riêng cho cái phần ca đó. Ờ, thậm chí là sau này nếu mà project mà đóng rồi và đi vào vận hành rồi mà những cái người mà trước đó đã làm trong co team một dự án mà họ cũng living những cái tổ chức đó thì sau này sẽ không có người để mà maintain cái CR đó tại vì họ sẽ không biết là bắt đầu từ đâu những cái dòng code có ý nghĩa như thế nào, workflow làm sao, họ ấy không tự tin để mà chỉnh sửa là cuối cùng chúng ta chết tắc này. Chính vậy nên là phải hết sức là hạn chế CR và phải tìm hiểu xem là nó có đáng để mà chúng ta trade off giữa cái lợi ích và cái chi phí cũng như cái rủi ro hay không thì đây là một cái chain control flow tiêu chuẩn mà trong 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 uh, uh, PMP người ta có mention thì người ta có mention là uh, uh, các cái chain request thì có thể ảnh hưởng đến project scope hoặc là product scope và từ đó thì nó sẽ liên đới ảnh hưởng đến project management plan và các component khác như là resource cost timeline vân vân đây chúng ta có cái input là PMP này project document này monitor and control work này À, thì các cái trên request có thể đến từ các cái sub process uh, cả, uh, như là uh, uh, cost, resource, risk, stakeholder management vân vân. À, thì đầu ra của nó uh, sau khi mà chúng ta perform cái integrated change control thì đầu ra của nó chính là các cái approvcia, uh, approvcia này thì có thể mention về các cái aspect như là quality rồi, rồi procurement rồi uh, manage project work vân vân. Và cái deliverable của nó sẽ là PMP này, any component và các project document, đặc biệt là uh, 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 CR log, chain request log, uh, cũng, có, cũng có thể gọi là chain request log hoặc là đơn giản ta hiểu là các cái list of chain request, đánh số theo thứ tự 1, 2, 4, 5 ấy. Ok thì đây là một cái example mà mình thấy rằng là tương đối realistic và nó được áp dụng tương đối phổ biến ở trong... Uh, việc quản lý CA trong thực tế của các dự án. Thì đây người ta có cả 8 cái bước như này. Đầu tiên là uh, phải, CA phải được nhận diện và được submit bởi một bên nào đó, có thể là khách hàng và bên nhà thầu hoặc là cả hai. Uh, sau đó là nó phải được approve bởi PSC, không phải là approve làm cái CA đó, mà là approve là ok tôi đồng ý là cho việc impact analysis. Thì ở một số nơi thì người ta sẽ gọi là skip cái bước này mà project team phải tự động làm impact analysis trên đương nhiên mà người ta sẽ chỉ approve ở cái bước này thôi các bạn nhìn ở bước approve for implementation này thôi nhưng mà tại sao đối với các cái ca quan trọng mà nó có mức độ phức tạp cao và nó chi phí nó nhiều thì lại phải là có cái bước approve for impact analysis này tại vì là đối với các ca mà ảnh hưởng đến core product ấy thì nhà thầu họ có thể họ sẽ chạc tiền ngay cả tại cái bước impact analysis tại vì nó sẽ tốn cái công của họ trong việc là phân tích analysis, impact analysis và ra được cái tentative solution description chính vậy nên là họ sẽ chạc tiền chạc tiền ngay tại cái bước này ở à, một số ít dự án thì không chạc nhưng mà à, một số đa số các dự án không chạc nhưng mà đối với các xe phức tạp họ có thể họ chạc vì vậy nên chúng ta cần bước này thì sau đó chúng ta có một cái impact analysis report uh, cost and timeline impact thì hai bước này có thể hiểu nó là một cái report mà chúng ta xem là OK tôi muốn thay đổi cái này thì cái percent con nó là gì rồi nó sẽ impact như thế nào risk ra làm sao rồi chúng tôi có thực sự cần không chúng ta có đu hay là đai tức là chúng ta nếu không làm nó thì nó có chết không thì đó là cái mà 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 trong một cái impact analysis mà đội dự án sẽ mention rồi sau đó nó được approve bởi client for implementation thì thông thường thì CA thì nếu mà <laughs> những CA mà mà nhà thầu họ áp cost ấy, thì không sao tại vì họ sẵn sàng họ làm có thể miễn phí nhưng mà đối với những cái CA mà liên quan đến cost và tham thì thông thường thì các PSC của nhà thầu ở bên của um, bên khách hàng ấy, nó sẽ phải approve để mà chính thức hóa cho cái việc này sau đó thì nhà thầu sẽ viết một cái solution detail các bạn hình dung nó cũng là một cái mini FSD nhưng mà riêng cho cái phần CA thôi Uh, uh, solution Specification Document Nhưng mà riêng chỉ cho phần CA thôi Và nó sẽ phải tách khỏi cái Mainstream Trong trường hợp mà cái CA này raise sau khi mà FSD sale uh, Thậm chí ngay kể cả trong trước lúc FSD sale Thì chúng tôi cũng khuyến khích là nên tách riêng ra Để mà chúng ta chặt tiền riêng Và chúng ta thẩm định Cũng như là gọi là submit riêng cho nếu mà chúng ta uh, consolidate nó vào mainstream thì về sau cái, cái, cái câu chuyện về uh, thanh toán và thẩm định nó sẽ rất là phức tạp tại vì cái việc mainstream mà chúng ta thanh toán và làm việc với nhà thầu nó sẽ tách riêng ra Đó, để tránh cái trường hợp là là, 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 là vì một CR mà có khi là cả một whole process sẽ bị dừng hoặc là cái phần thanh toán sẽ rất phức tạp Ok thì sau đó sau khi mà ký được cái Solution Detail sai học này rồi thì là sẽ đến câu Execution, build and Execution và cuối cùng là uh, chúng ta vẫn cứ test rồi thẩm định và sai học cái acceptance như bình thường có thể là sai học cùng với Mainstream hoặc là sai học riêng Mình lấy ví dụ một cái xe đơn giản là hãy uh, yêu cầu nhà thầu làm thêm cho tôi một cái uh, in Report chẳng hạn thì Solution Detail của nó chính là các cái format của report rồi các data logic của cái report nó như thế nào các bạn biểu ra làm sao À, execution and build thì đơn giản là nhà thầu sẽ build cái report đó và cho chúng ta test để xem như là có happy mấy cái 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 kết quả đó không. Ok thì uh, trong phần hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu về cái phần uh, monitor and control và perform chain request, manage chain request. À, thì cái change cut này là một cái chủ đề rất là nóng phức tạp và kéo dài thậm chí nó là một cái mà vô cùng critical đối với vai trò và nó thể hiện cái vai trò manage của dự án à, manage dự án của project manager và thực tế là các dự án thành hay bại thì đôi khi cũng là phụ thuộc vào cái kỹ năng manage GR của chúng ta à, thì bài hôm nay xin tạm dừng tại đây trong các bài tiếp theo thì mình sẽ à, đặc biệt là trong chuyên mục gọi là pm coffee cà phê uh, quản lý dự án ấy, thì mình sẽ chia sẻ nó mang đến chất gọi là kinh nghiệm và mang đến chất uh, uh, cá nhân hơn về cái việc là chúng ta uh, quản lý uh, monitor and control và quản lý CI như thế nào để mà chúng ta uh, trao đổi một cách cởi mở hơn là cái việc chúng ta cứng nhắc dựa vào cái tiêu chuẩn của PMP này nó sẽ, uh, nó, nó sẽ khiến cho chúng ta tương đối khó hiểu và khó áp dụng. À, thì bài hôm nay xin dừng tại đây nếu các bạn còn à, có hứng thú thì các bạn có thể like và subscribe kênh để chúng ta nhận được các video tiếp theo à, nếu các bạn còn thời gian thì các bạn có thể xem các video khác và chúng tôi khuyên là các bạn nên xem theo thứ tự để chúng ta có được cái nhìn tổng quan trong cái uh, suốt cái uh, chặng uh, chặng đường của cái series này à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo xin chào hẹn gặp lại